Là một thành phố du lịch đang phát triển rất là mạnh mẽ thì Đà Lạt cái gì cũng tăng cao, nhưng mà lương của người dân địa phương thì vẫn thấp. Vậy nên thì mình đặc biệt thích những cái chỗ nào mà tập trung nhiều vào chất lượng mà lại phải chăng để ai cũng có thể trải nghiệm được. Cái chỗ hôm nay mình tìm được thì vừa là quán cà phê vừa là nhà hàng bán cả đồ Âu lẫn đồ Á mà lại rất là phải chăng nha. Mình có kêu ba món mà nhìn món nào cũng hết hồn trơn trọi á. Đầu tiên thì phải kể tới món mì Ý sốt bò bằm ở đây, 59k mà bự như cái mặt á. Mình thì ấn tượng với món này nhất tại vì cái sốt bò bằm được làm rất là ngon nha. Sốt dệt vừa phải, đậm đà, hơi chua chua một xíu, ăn chung với mì Ý á, ta nói nhức cái nách luôn. Tiếp theo thì là special beef steak. Một đĩa đầy như vậy thì có bò, xúc xích, trứng với khoai tây chiên. Bò thì mềm, được nêm gia vị vừa phải. Trứng thì lòng đào, núng na, núng nính, nhìn thấy cưng không? Nói chung món này thì mình đánh giá cỡ 8 điểm. Cuối cùng thì là món sườn heo nấu đậu. Cái sườn heo mà nó mềm rệu ở trong miệng nó đã gì đâu. Nước dùng thì vừa vị, kiểu ngọt thanh từ hầm xương á. Dùng chung với bánh mì là đúng bài. Còn các loại nước uống ở đây thì cũng ngon lắm, mà chỉ từ 30k thôi nghe. À với lại không gian ở đây thì nãy giờ quay thì mọi người cũng thấy rồi đúng không? Rất là xinh luôn. Không gian ấm cúng nên là sẽ phù hợp với mọi người đi hẹn hò riêng tư hoặc là đi với gia đình. Và ở đây thì cũng có nhận đặt tiệc riêng cho mọi người nữa đó nha. Về thông tin thì đây tên là Northern Venue, nằm ở số 8B-2 đường 3 tháng 4 nha. Bye bye.